Còn mấy cậu em thì nó là thỏ, nó chạy trước. Với là mình già rồi, mình không đi lẹ như chúng nó được. Và bây giờ quý vị muốn tôi hát nhạc Việt, nhạc Pháp, nhạc Mễ hay nhạc Mỹ? Nhạc Pháp ha. Ba bài luôn. Chi trả tiền em hát liền. Bây giờ để thể thấy lời yêu cầu của đàn em, nhưng mà bây giờ nó ra trước mình đó là đàn anh. Một nhạc phẩm Pháp để gửi cho bác sĩ Đông Y Bi hồi nãy đó. Sẽ có một cái chương trình nhạc Pháp, đó là nhạc phẩm Yêu Nhau Đi. Xin mời quý vị thưởng thức. Nó chơi ba bài. Như em của Khánh Lê. Và hôm nay tôi Uyên tới đây là cũng do bác sĩ Tim Hùng nói chị Uyên, chị cũng là đông y, tại sao chị không tới? Năm ngoái đã trốn, năm nay không được trốn. Tôi Uyên cũng cảm ơn bác sĩ Hùng để được đến đây cùng chung vui với quý vị. Embrasse-moi mon amour que je puisse oublier. Mes amis, mes amis, tous mes regrets d'être tout près de toi, de plus. Oui, je me suis bien fait bonjour. Reviens, mais dans six jours, le jour est si loin. Thank you.
một nhạc phẩm để gửi đến quý vị nhân dịp Christmas Noel, đó là nhạc phẩm Feliz Navidad.